Thu Thảo xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt Face TV Úc Châu. Và Thu Thảo rất là hân hạnh được chào đón quý vị đến với một cái chương trình mới của năm 2017 do đài truyền hình Việt Face TV tổ chức, tức là Thu Thảo Show sẽ được phát sóng hàng tuần. Và mong rằng là quý vị sẽ đón nhận Thu Thảo cũng giống như cái chương trình của năm vừa rồi trong cái chương trình Trẻ Khỏe Đẹp. Và kính thưa quý vị, thì hàng năm vào cái ngày Quốc Khánh 26 tháng 1 tức là Australia Day, cũng như cái ngày sinh nhật của Nữ Hoàng, thì Quốc hội Liên bang luôn chọn ra những cái cá nhân có thành tích xuất sắc trong cái sự phát triển của xã hội đa văn hóa tại Úc Châu để vinh danh. Thì tùy vào cái thành tích của cá nhân này mà Quốc hội sẽ quyết định là trao tặng cái huân chương nào. Mà nói về cái cấp bậc của huân chương đó, thì Thu Thảo xin nói sơ qua. Tính theo cái cấp bậc cao nhất đó, thì cái huân chương Companion of Order, gọi tắt là AC, đó là thứ nhất. Thứ nhì là Officer of Order, đó là AO. Mà trong cộng đồng người Việt của chúng ta thì luật sư Lưu Tường Quang là người Việt đầu tiên có được cái vinh dự nhận được cái huân chương này. Thứ ba là cái huân chương gọi là Member of the Order, tức là AM, mà giáo sư Nguyễn Văn Hùng thuộc Viện Đại học UTS của Sydney cũng như giáo sư Trần Mỹ Vân của Viện Đại học Adelaide đã được trao tặng. Và cuối cùng là cái huân chương Medal of the Order, gọi tắt là OAM. Mà với cái huân chương này thì hầu như năm nào cộng đồng người Việt của chúng ta cũng có một người để được chọn ra để mà nhận cái huân chương này. Và kính thưa quý vị, trong cái ngày Quốc Khánh năm nay 26 tháng 1 năm 2017 thì có một nhân vật được vinh danh huân chương Úc Đại Lợi, mà người này thì gương mặt rất là quen thuộc đối với cộng đồng người Việt của chúng ta cũng như đối với tất cả quý khán giả của Việt Face TV. Đó là bác sĩ Lưu Vĩnh Bình. Thu Thảo xin kính chào bác sĩ Lưu Vĩnh Bình. Dạ, kính chào Thu Thảo và kính chào quý vị khán thính giả của Việt Face TV. Trước nhất là xin chúc mừng Thu Thảo Show và rất hân hạnh được là cái chương trình đầu tiên của Thu Thảo Show và có thể nói là đối với tôi là Thu Thảo là một trong những người điều khiển chương trình rất là hay và xin hân hạnh. Rất là cảm ơn bác sĩ, và như vậy thì Thu Thảo cũng xin thay mặt Việt Face TV chúc lại bác sĩ, rất là chúc mừng bác sĩ đã có được một cái huân chương vinh dự. Không những riêng, đó là một cái niềm vui riêng cho bác sĩ, một cái niềm vinh dự, nhưng mà đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta là một cái niềm vui chung và một cái niềm hãnh diện chung nữa đó thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, thì theo bác sĩ thì khi mà nhận được cái huân chương đó, cái cảm xúc như thế nào? Thì khi mình nghe cái tin đó thì mình rất là vui mừng và rất là hãnh diện, và nghĩ đến là những cái sự đóng góp của mình cho cộng đồng đã được nâng đỡ và đã được công nhận. Tuy nhiên nhìn xa hơn thì tất cả những cái việc làm đó đều hoàn toàn là cái sự là công việc chung của mọi người. Thì lúc nào tôi cũng nghĩ tôi như là một giọt nước ở trong cái dòng sông, là tại vì có rất là nhiều giọt nước đi mà tôi rất là hân hạnh được đi chung với bao nhiêu giọt nước khác. Và cái vinh dự nhận lãnh cái huy chương kỳ này là cái vinh dự chung của tất cả những cái giọt nước chảy đó. Tuy nhiên vô tình là người ta chỉ ngay một cái giọt nước là tên tôi, nhưng mà thật ra là do cái sự đóng góp của rất là nhiều bạn bè thân hữu cùng sánh vai làm những công việc thiện nguyện và những công việc từ thiện cho cộng đồng người Việt chúng ta nha. Thưa Thảo thấy rằng là bác sĩ khiêm nhường quá đó thôi. Tại vì nếu bác sĩ nói bác sĩ là một cái giọt nước trong một cái dòng sông, thì đương nhiên chúng ta cần rất là nhiều giọt nước, mà bác sĩ phải là một trong những giọt nước để tạo nên cái dòng sông, chứ không thể nào dòng sông tự mà có được, phải có những cái giọt nước đó thưa bác sĩ. Thật sự thì tôi cứ nghĩ tôi cũng giống như mọi người thôi. Và cái việc làm, ngay cả sự học hành hay là công việc hàng ngày, thì tôi lúc nào cũng nghĩ là tôi cũng giống như mọi người khác, và tôi cũng rất là mang ơn cái xã hội, tại vì giống như phải có những người chung quanh thì tôi mới có thể tồn tại được ngày nay. Thành ra lúc nào tôi cũng biết ơn mọi người và biết ơn cái xã hội. Thành ra tôi lúc nào cũng cố gắng làm việc hết mình để hy vọng là mình đền đáp để cái công ơn của cái xã hội dành cho mình nha. Yeah. Thế thì theo bác sĩ là giống như hồi nãy Thu Thảo có trình bày với quý khán giả của chúng ta đó, khi mà cái cá nhân được bầu chọn để mà nhận cái huân chương danh dự như thế này
thì phải có những cái thành tích đóng góp. Thì theo bác sĩ, những cái thành tích nào của bác sĩ mà bác sĩ có thể nêu lên không, để cho quý khán giả của chúng ta được hiểu rõ thêm? Dạ, thành tích thì nói chung là tại vì mình thích làm như vậy, thành ra giống như là những cái việc thiện nguyện thì bao nhiêu năm nay là mình cũng cố gắng làm việc để cho vơi cái nỗi khổ trong cái cuộc đời này. Thí dụ như những cái cuộc gần đây nhất là chúng tôi có những cái chương trình Tấm Lòng Vàng 1, Tấm Lòng Vàng 2, Tấm Lòng Vàng 3. Mà trong đó Thu Thảo cũng đã từng phỏng vấn bác sĩ. Dạ, Thu Thảo có đến, hoặc là nhiều quý vị cũng có dịp xem ở trên cái truyền hình Việt Phát TV, thì những cái chương trình đó để là dành cho để mình đền ơn lại những cái người Úc đã có công bảo trợ cho mình. Thì những cái giống như cái kỳ mà cháy rừng ở Victoria hay là những ngập lụt ở Queensland những năm trước, và gần đây nhất là cái chương trình phòng chống bệnh lao tại Việt Nam do Học viện Wilcox là đứng ra chủ trương. Ngoài ra chúng tôi có những cái chương trình đó hồng tri ân để mình nhớ ơn đền đáp lại những người Úc. Thí dụ như chương trình gây quỹ cho bệnh viện Bangtown hay Liverpool, thì nói chung tổng cộng những cái đó thì chúng tôi quyên được khoảng nửa triệu, khoảng 500 ngàn để giúp cho những cái người kém may mắn hơn chúng ta. Ngoài ra trước đó vào những năm thập niên 80, lúc đó thì còn rất là cộng đồng của người Việt mình rất là ít. Tuy nhiên cái thời điểm đó lại có những cái hoạt động từ thiện rất là khẩn cấp, rất là cần thiết. Đó là những cái quỹ ban báo nguy giúp người vượt biển. Thì tôi làm việc cộng tác với bác sĩ Lương Bảo Hoa. Thì trong cái thời gian 5-6 năm đó để giúp những người mà đi vớt những thuyền nhân ở trên biển, thì những năm đó thì thu được cũng tổng cộng cũng khoảng 800 ngàn, mà 800 ngàn hồi 20-30 năm trước rất là lớn, mà người Việt mình ở đó lúc đó rất là ít. Thì đó là những cái niềm khích lệ mà làm cho mình nhớ hoài. Là ít ra là tôi nghĩ là tất cả quý vị cũng giống như tôi thôi, cũng muốn làm một cái gì để mà đền đáp lại cái xã hội này. Thì tôi may mắn hơn một chút là có những người khác cùng cộng tác, cùng làm việc chung rất là cật lực. Thành ra tôi cũng nhân đây cảm ơn tất cả những người đã từng cộng tác để cho những công việc đã được thành công. Ngoài ra cái kỳ này thì cái huy chương này là không phải là do những công việc từ thiện không, mà do cái được cái chính quyền công nhận là mình đã làm. Thí dụ như thành lập cái hội y sĩ Việt Nam tại Úc Châu, tiếng Anh gọi là Vietnamese Australian Medical Association, từ năm 2007, và tôi may mắn làm hội trưởng cho tới bây giờ. Và cái thứ nhì là hội thương gia Úc Á Thần Long, tiếng Anh gọi là The Australasian Dragon Business Association, thì cũng hoạt động rất là tích cực, nhất là làm việc chung với hội đồng thành phố Bang Thao trong rất nhiều năm qua. Và chúng tôi cũng có cái hân hạnh là góp phần công sức nhỏ thôi, nhưng mà để phụ với những người đi đầu như là bà dân biểu Tanya Mihailuk. Hồi lúc trước bà là mayor, là thị trưởng của vùng Bang Thao, thì chúng tôi hoạt động rất là tích cực để hỗ trợ cho bà đặt tên cái khu vực Sài Gòn Place. Cái khu vực Sài Gòn Place mình có tên bây giờ đó, ở cái khúc ở vùng Bang Thao đó, là một cái thành quả rất là lớn mà tôi nghĩ là mình được phải nói là cái người Việt mình được cái cộng đồng chính mạch của Úc rất là nâng đỡ và rất là quan tâm. Và tại sao họ làm như vậy? Tại vì nói chung là đại đa số người Úc gốc Việt chúng ta đến Úc với một cái tấm lòng rất là chân thành, muốn xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, cái quê hương thứ hai của mình được tốt đẹp. Và có một cái đức tính là cần cù, rất khó. Là cần cù, rất là chịu khó. Và nhất là cái vấn đề học hành thì rất là chăm chỉ, rất là lễ độ, đối với, rất là lễ đối phép. Với người Việt chúng ta, đặc biệt thì cái vấn đề giáo dục rất là quan trọng. Thì tất cả những cái tính tốt đó thì được cộng đồng chính mạch Úc nhìn thấy, và
Sài Gòn Play là một cái tên, không phải là một cộng đồng nào khác cũng có thể đặt tên được như vậy. Thành ra chúng ta phải mang ơn những người Úc đã bỏ công sức giúp chúng ta làm cái việc đó. Đồng thời chúng ta cũng cảm ơn tất cả quý bà con người Việt chúng ta ở tại Úc đã hết lòng bắt tay và xây dựng cái quê hương thứ hai này cho nó tốt đẹp. Và mong rằng những cái điều này chúng ta sẽ tiếp tục mãi mãi để cho có một nước Úc thật là giàu mạnh. Giàu sao đi nữa thì chúng ta cũng ở đây cho tới cái ngày chúng ta đây là cái quê hương của chúng ta ra đi. Và không những vậy thì chúng ta cũng mong rằng là những thế hệ con cháu của chúng ta sẽ có nhiều người nữa, nhiều hơn nữa được vinh danh, được nhận những cái huân chương danh dự như thế này, phải không thưa bác sĩ? Dạ, tôi nghĩ là chắc chắn cái điều đó là đương nhiên rồi. Tại vì cái sự giống như hồi nãy Thu Thảo nói, người Việt chúng ta rất là cần cù, nhẫn nại và rất là chăm chỉ học hành. Ngoài những cái đức tính đó ra, chúng ta còn có những cái người phải nói là rất là thông minh. Hồi trước chúng ta không có cái hoàn cảnh, không có cái cơ hội để cái sự thông minh đó nó được phát triển, phát hiện ra. Nhưng mà bây giờ tất cả con em của chúng ta đều có cái những cơ hội bình đẳng như là những người Úc khác. Và ngay cả một cái điều mà làm cho tôi rất là vui là có một em học sinh người Việt khoảng năm 90 và đậu cái bằng trung học đó, HSC đó, và hạng nhất của tiểu bang này về tiếng Anh. Nếu mà về toán hay về vật lý cái gì đó thì mình cho là được. Nhưng mà hạng nhất của nguyên cả tiểu bang về tiếng Anh. Mà trong khi đó cái thế hệ đó mới đến Úc, chúng ta mới đến Úc không được bao lâu. Đó là một cái niềm rất là hãnh diện. Thành ra mình thấy là khi mà chúng ta là những cái bông hoa đẹp, khi mà lọt vào những cái miếng đất mà có phân bón đầy đủ thì chúng ta sẽ nở ra những bông hoa tuyệt đẹp. Thì trở lại, nhưng mà nếu mà nói về cái thành tích, cái sự đóng góp của bác sĩ Lưu Vĩnh Bình thì chắc chắn rằng là cộng đồng người Việt của chúng ta không ai mà phủ nhận được cái điều đó. Và cái ví dụ mà rất là cơ bản mà nhận được hôm nay là cái huân chương danh dự mà bác sĩ Lưu Vĩnh Bình nhận được. Thì trở lại khi mà bác sĩ nói rằng là cái thời đó cộng đồng người Việt rất là ít, rồi phải quyên góp, nhưng mà ai cũng có một cái tấm lòng. Nhưng mà nói riêng về cá nhân của bác sĩ đó, cái bước chân đầu tiên qua đây, bác sĩ phải có thể nói coi như là một trong những người bác sĩ Việt Nam đầu tiên ở đây, tại bác sĩ qua cũng là một thời gian rất là dài. Thì bác sĩ, xin bác sĩ cho biết, trở lại ngược đi dòng cái thời gian lại thì cái hoàn cảnh khó khăn lúc ban đầu nó như thế nào đối với bác sĩ, để mà bác sĩ đã vươn lên có được cái thành công thành tựu của ngày hôm nay. Thì cái năm mà tôi mới đến Úc thì 1979 thì cái lúc đó nó rất là tức cười là khi mà tôi đi ra ngoài đường á, rất là hiếm gặp một người đầu đen. Gặp một người đầu đen mình cứ tưởng họ Việt Nam không. Mình nói chuyện thì họ không có biết. Nó ngơ ngơ ngáo ngáo, họ chỉ trả lời mình bằng tiếng Anh. Thành ra có thể nói là cái giai đoạn đó chúng ta muốn ăn một tô mì cũng không có. Đừng có nói chi cơm tấm sườn bì như bây giờ đủ mọi thứ. Mà nói chuyện đó thì càng không có. Được bao nhiêu người nói tiếng Việt với chúng ta. Rồi khi mà đi học trở lại thì quý vị biết là cái ngôn ngữ tiếng Úc hồi đó chúng ta học ở Việt Nam cũng học tiếng Anh, nhưng mà qua bên đây mình nói tiếng Úc thì rất là có thể nói tiếng Anh nó rất là không có trơn tru được. Rồi khi vào bệnh viện mình thực tập, mình nói chuyện về những cái danh từ y khoa thì mình hiểu, nhưng mà họ nói những cái danh từ thông thường không, rất là khó khăn. Thành ra cái hàng rào ngôn ngữ lúc đó là một cái điều khó khăn hàng đầu. Dập, yep, khó khăn rất là lớn. Thành ra mình phải nói là rất là vất vả trong cái giai đoạn đầu. Mà đặc biệt nhất là trong cái ngành y khoa nữa thì Thu Thảo thấy rằng bình thường trong cái cuộc sống mỗi ngày, khi mà mình, Thu Thảo còn nhớ khi mà bước chân đầu tiên qua đây, tiếng Anh, tiếng U, chúng mà lên xuống, khi mà hỏi này kia đã khó rồi. Mà trong cái ngành của bác sĩ, trong cái ngành y khoa, có lẽ nó còn khó hơn nhiều lắm. Nó rất là
mình phải phấn đấu rất là nhiều, đôi khi mình phải hỏi tới hỏi lui 2-3 lần mình mới hiểu được cái ý của người ta. À, nhưng mà bây giờ thì mình cũng sống lâu lên lão làng rồi, thành ra cũng không có đến đổi gì lắm. Nhất là bây giờ quý vị mà đến Úc vào thời điểm này thì đi đâu cũng nói được tiếng Việt. Cái điều đó cũng là một cái điều hơi trở ngại cho việc học tiếng Anh. Tuy nhiên cũng là một cái điều tốt thứ nhì là quý vị có thể hỏi những người chung quanh những cái tiếng mà quý vị không biết phải dịch ra như thế nào. Vậy thì cái động cơ nào lúc đó thì cái sự khó khăn rất là nhiều, bác sĩ phải phấn đấu, phải nỗ lực dữ lắm, thì cái động cơ nào mà gọi là khuyến khích bác sĩ để mà tiếp tục cái con đường đó mà không có gọi là give up đó, không có chịu thua mà nhất định phải vươn lên? Tại vì mình quen cực khổ rồi, từ nhỏ tới lớn mình thứ nhất là quen cực khổ, quen chịu đựng, thứ nhì là mình thích làm việc. Thích làm việc, thích học hành, thích tìm tòi, nghiên cứu. Thì tất cả những cái đó nó làm cho mình làm việc không có mệt. Thành ra mình cũng có cái may mắn là mình có được cái tánh cũng phải tự khen là khá tốt đó. Tức là bác sĩ cũng là có cái tánh của người Việt mà Thu Thảo với bác sĩ hồi nãy mình cũng có nói là cái sự cần cù, nhẫn nại, chịu thương, chịu khó. Và thưa bác sĩ thì đối với cái giới trẻ ngày hôm nay đó, với cái kinh nghiệm sống của bác sĩ và những cái thành tựu của bác sĩ, thì bác sĩ có những cái lời khuyên nào giúp cho thế hệ trẻ để mà phấn đấu vươn lên nếu mà gặp những cái trường hợp? Đương nhiên trong cuộc đời của chúng ta thì thành công cũng có cái thất bại, thì bác sĩ có những cái lời khuyên nào? Cho thế hệ trẻ thì các em cũng biết là cái cuộc đời mình á không bao giờ có cái việc gì, tức là 10 điều mình muốn đó thì có thể nói 6-7 điều nó không thể nào. Tức là không phải như ý lúc nào được. Cũng là trôi chảy. Thành ra mình chỉ được chừng 3-4 điều là may mắn lắm. Thành ra mà không phải tự nhiên mình muốn là mình được, mình phải cần cái phấn đấu, mình phải cần cái kiên trì, mình phải làm việc liên tục. Muốn đạt được một cái gì đó không có phải dễ, mình không phải ở trên trời rớt xuống cho mình được, mà mình cần phải cái sự cố gắng không ngừng nghỉ, và trong cái hoàn cảnh nào đi nữa mình cũng có thể làm việc được. Dầu khó khăn, dầu cái gì, mình đừng có nghĩ đến một cái bước quá xa. Thí dụ như mình muốn đi từ đây tới Canberra, mình đừng có nghĩ tới Canberra liền, mình chỉ nghĩ tới mình bước số 1 tới đâu, bước số 2 tới đâu, thì khi đó cái bước mấy ngàn đó, mấy chục ngàn đó đến camera thì nó sẽ tự động nó tới. Tức là từng bước một, one step at a time, như vậy nói cho cái thế hệ trẻ như vậy. Rồi thưa bác sĩ thì trở lại cái huân chương mà bác sĩ được nhận đó, xin bác sĩ giải thích thêm cái huân chương bác sĩ được nhận cái cấp bậc đó thì bác sĩ có phải có một cái trách nhiệm nào đó hay không, hoặc là có nhận được cái quyền lợi gì hay không? Cái huy chương đó thì chỉ là một cái công nhận trên cái phương diện tinh thần về những cái việc mình làm. Thực ra là mình cũng có phải có những cái trách nhiệm, tức là mình đừng có làm những cái gì sai quấy. Mình làm cái gì sai quấy phạm pháp thì đương nhiên cái huy chương đó sẽ mất. Mà còn cái quyền lợi thì mình không có được lãnh một đồng xu các bạc gì thêm cái đó, nhưng mà được một cái là mình hãnh diện vì những cái việc làm của mình đã được công nhận. Nhưng mà như tôi nói đó, tôi nhìn vào đó không phải là chỉ là thấy tôi trong đó, nhưng mà thấy cả một dòng sông, tất cả bạn bè, tất cả thân hữu cùng như vậy, nó mới có được cái huy chương đó chứ. Một mình tôi có thể nói là không phải khiêm nhượng đâu, mà thực tế là vô phương. Một mình tôi không bao giờ làm được một cái công việc gì mà nó mà không phải một mình thôi, mà một mình bất cứ người nào. Có nhiều người người ta thấy họ rất là hay, rất là giỏi rồi này nọ, dầu gì đi nữa cũng phải có những người khác. Lúc nào quý vị cũng phải nhớ cái sự tồn tại. Cái sự tồn tại của mình ngày hôm nay là nhờ cái sự tồn tại của tất cả những người chung quanh mình.
Nếu mà không có cái điều đó mình không có tồn tại được. Đó là ngoài tại sao chúng ta cái quan trọng mà gia đình và xã hội, bạn bè nó là nắm một cái phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, thưa bác sĩ. Vì lý do đó cho nên tiện đây tôi cũng nói là cái hạnh phúc nhất là mình sống hòa hợp với nhau. Ở nước Úc thì người ta chính phủ khuyến khích cái harmony, cái sự hòa hợp sống tương thân tương ái với nhau. Thì mình không thể sống tương thân tương ái với tất cả mọi người, nhưng mà ít ra cũng có một nhóm người cùng một cái quan niệm, cùng một cái cuộc sống với mình. Thì đó là những cái nếu mình có những người cùng chia sẻ với nhau như vậy, cuộc đời mình rất là hạnh phúc. Thì đối với bác sĩ thì tới lúc này trong cái quãng đường, tới lúc chặng đường này trong cái cuộc đời của mình, thì bác sĩ đã có những cái hoài bão nào mà bác sĩ cảm thấy rằng bác sĩ đã đạt được rồi, hoặc là có những cái hoài bão nào mà bác sĩ vẫn còn chưa đạt được mà cảm thấy rằng muốn ước mong rằng là mình sẽ đạt được? Nói về hoài bão thì là những cái ước mơ, những cái ước muốn của mình, thì có thể nói là những cái ước muốn của cuộc đời là mình, như tôi nói nãy giờ là chúng ta, tôi chỉ muốn là mang lại những cái hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Thì có thể nói là cái ước mơ đó có thể nói thành tựu của một phần, nhưng mà có thể suốt đời cũng không bao giờ đạt được. Tại vì mình nhưng mà không chúng thể, ta có quyền mơ. Mà ra mình không thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người được. Nhưng mà ít ra cũng một số người. Và cái vì lý do đó cho nên mình vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến cho cuộc đời. Như vậy thì trong tương lai, bác sĩ vẫn còn, như bác sĩ vừa nói, thì bác sĩ vẫn còn là hội trưởng của Hội Y sĩ Người Việt tại Úc Châu. Và bác sĩ mỗi năm vẫn tiếp tục làm những cái công việc thiện nguyện để mà gây quỹ. Thì trong cái tương lai, trong cái năm 2017, thì bác sĩ đã có những cái chương trình như thế nào? Bác sĩ có thể cho quý khán giả có biết được không? Dạ, chương trình 2017 thì dĩ nhiên là chúng ta có. Nhưng mà thường thường là cũng muốn nói lắm, nhưng mà xin quý vị cho phép, xin Thu Thảo cho phép chúng ta giữ bí mật một chút để cho tới gần đó mình nói ra, để mình có thể làm cho mọi người hào hứng hơn. Nhưng mà chắc chắn là cho cái sự ngạc nhiên hả thưa bác sĩ. Theo Thu Thảo được biết thì ngoài cái công việc làm bác sĩ rồi hội trưởng của Hội Y sĩ, bác sĩ còn viết cũng rất là hay. Bác sĩ đã viết cho những cái tập san mà Thu Thảo như cũng có đọc được nữa. Bác sĩ cho biết thêm về cái vấn đề đó, và bác sĩ có còn làm cái điều đó hay không? Dạ thưa, cái điều mà Thu Thảo hỏi hồi nãy đó thì tôi cũng trả lời luôn, là làm tôi rất là hãnh diện là tôi đã làm cái tờ báo gọi là Y học và đời sống, xuất bản đến nay cũng hơn 11 năm rồi. Thì cái tờ báo đó, cái hoài bão của tờ báo đó là để mang đến những cái kiến thức y khoa mà đúng chân chính, chứ không phải kiến thức y khoa truyền ở trên internet luôn, tôi đôi khi nó không đúng và có hại cho người khác. Mang những kiến thức đúng đó cho tất cả mọi người độc giả. Thì có thể nói là tôi được hân hạnh làm chủ nhiệm tờ báo đó, và được rất là may mắn là quý vị bác sĩ nói tiếng Việt, viết tiếng Việt ở trên khắp thế giới. Theo tôi biết là có 14 quốc gia trừ cái Việt Nam ra, thì là ủng hộ cái tờ báo đó, đã viết cho tờ báo đó trong 11 năm qua. Và rất là, có như rất là nhiều bài rất là giá trị. Và dĩ nhiên là tôi cũng có viết trong đó. Thì có thể nói là đó là cái điều mà tôi rất là vui khi mang được một cái niềm hạnh phúc cho người khác. Và nhất là khi chúng ta viết vào những cái tạp chí như vậy, nó còn ở đó mãi mãi. Quý vị có muốn đọc lại lúc nào cũng được, muốn xem lại lúc nào cũng được. Chẳng hạn như cái bài, những cái bài đơn sơ, thí dụ mình bị bệnh thống phong, tức là bệnh gout, bệnh gout, tiếng Anh, tiếng Pháp gọi là gout, thì mình phải ăn uống như thế nào, uống thuốc như thế nào, hoặc là mình bị bệnh tim mạch, mình phải ăn uống như thế nào, tại sao mình bị tiểu đường, bác sĩ kêu mình đừng ăn cơm, mà mình ăn bánh mì. Thì thật ra thì cái điều đó, quý vị nên nhớ là có một số người diễn giải không đúng, tại bánh mì với cơm nó cũng giống nhau, nó cùng tinh bột. Mà người ta, tại hồi xưa tôi nhớ hồi nhỏ tôi có anh bạn học mà ba của người đó bị tiểu đường,
rồi bác sĩ kêu đựng cơm thì ông cứ xé bánh mì ăn hoài. Cứ nghĩ rằng là như vậy thì sẽ đỡ được cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà thực ra cái đó còn hại hơn là cơm. Nhưng mà cái tại vì cái khi mà bác sĩ hay là quý vị nhận được những cái tin tức mà thật ra không có rõ, nghe cơm thì mình cứ tưởng đâu là cơm thôi, nhưng mà nó là những cái tinh bột khác, nó cũng giống như cơm vậy, nó cũng gây tai hại giống như vậy. Thành ra mình cử là cử đến mức độ nào, thật ra nó rất là phức tạp, mà nếu mà quý vị biết được, hiểu được thì cái bệnh của quý vị sẽ vơi đi rất là nhiều và không đến nỗi sống rất là khó khăn. Và tin chắc rằng là những cái kinh nghiệm trong cái ngành y khoa của bác sĩ cũng đã giúp đỡ cho quý khán giả của Việt Face TV hiểu ít nhiều qua cái chương trình Trẻ Khỏe Đẹp với MC Thùy Giang của Việt Face TV, cũng như Thu Thảo trong cái chương trình mà chúng ta làm về cái bệnh lao phổi. Đó là một trong những cái điều gọi là cũng là đóng góp của bác sĩ với cộng đồng người Việt của chúng ta. Thưa bác sĩ. Dạ, cảm ơn Thu Thảo. Thì cá nhân tôi cũng cảm ơn Việt Face TV và những sứ ngôn viên như Thu Thảo hay là Thùy Giang là có những cái câu hỏi để giúp cho chúng tôi mở, để giúp cho chúng tôi suy nghĩ và giải thích thêm để mà tìm cách nào để giúp cho quý vị hiểu được y khoa một cách rất là cặn kẽ và rất là dễ dàng. Thì đó là cái điều niềm mong ước của chúng tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và một điều nữa thì Thu Thảo xin hỏi bác sĩ trước khi mà chúng ta kết thúc, thì Thu Thảo được biết bác sĩ là người Việt gốc Hoa, nhưng mà bác sĩ nói tiếng Việt thứ nhất là rất là rành, không có nghe cái lơ lớn đa số giống như người Việt gốc Hoa, mà nói về cái tờ đặc sang mà bác sĩ viết nữa, bác sĩ viết Thu Thảo cũng đã có đọc, thì rất là trôi chảy, rất là hay. Bác sĩ sao vậy? Bác sĩ có học tiếng Việt từ hồi nhỏ? Dạ, tại vì từ nhỏ tới lớn là tôi chỉ đi vào trường Việt, ăn cơm Việt, uống nước Việt. Nói tiếng Việt. Thành ra không? Có thể nói là trong lòng tôi hoàn toàn là người Việt Nam. Mặc dầu ba tôi là người Hoa, nhưng mà tại vì mình sanh đẻ lớn lên, giống như con cái mình mai mốt nó sanh đẻ lớn lên ở Úc, thì nó nói tiếng Úc rất là trôi chảy. Đây nó đi trường Úc, học tiếng Úc và nói tiếng Úc. Thành ra mình muốn bắt nó nói tiếng Việt không thì cũng đôi khi nó cũng không có dễ dàng. Dạ, cũng giống như những em khi mà chúng ta nói tiếng Việt thì tụi nó phải suy nghĩ một hồi để nghĩ coi phải nên nói cái câu gì. Và thưa bác sĩ, thì bác sĩ có những cái lời nào để mà nhắn nhủ đến cho quý khán giả của Việt Face TV cũng như cái thế hệ trẻ của chúng ta, để mà giúp cho thế hệ trẻ chúng ta một lần nữa, thì để mà mong rằng là đương nhiên giống như bác sĩ nói là chúng ta có rất là nhiều người tài giỏi, và các em sau này cái vốn lý ngôn ngữ của các em, vốn lý ngôn ngữ tiếng Anh á, thì đương nhiên hơn chúng ta cái thời mà chúng ta qua, thì chúng ta phải học hỏi rất là nhiều. Nhưng mà mong rằng là bác sĩ nhắn nhủ thêm để mà mong một ngày nào đó là chúng ta cứ mỗi năm không những cái huân chương, không có cần thiết là cấp bậc nào, cấp bậc cao nhất tới cấp bậc thấp nhất, chúng ta đều có người Việt trong đó hết. Dạ, cảm ơn Thư Thảo. Thì nói tóm lại là cái sự thành công, cái huân chương mà tôi nhận được hôm nay thì cũng như tôi nói nãy giờ là do tất cả mọi người ở chung quanh tôi cùng cộng tác, là cùng tôi mới có được cái đó. Thành ra cá nhân thì coi như không có được cái gì đâu. Tiện đây thì cũng nhắn nhủ với tất cả quý vị là cái cuộc đời chúng ta sống phải phối hợp với nhau. Phải mình lúc nào cũng cần những người chung quanh để mà mình có thể tồn tại được. Và nhất là các em nhỏ sanh ra tại Úc, thường thường cái quan niệm sống của các nước Tây Phương là cá nhân chủ nghĩa. Họ nói cái này của tôi, cái này tôi hay, tôi giỏi như vậy. Nhưng mà tài thì phải đi chung với cái đức. Thì các em phải nhớ một cái điều là một mình giỏi không? Không thể nào có cái chuyện đó được. Mình muốn giỏi thì mình có người dạy mình học. Mình muốn đi học được thì phải có người cho mình ăn. Có người chở xe mình tới trường. Vân vân, ngoài công lao của cha mẹ trực tiếp với mình, còn công lao của tất cả những người khác xung quanh. Và ngay cả Việt Face TV mang lại những cái tin tức, cống hiến cho quý vị những cái
những cái thông thông tin. tin hàng ngày như vậy cũng là một cái để mà giúp cho quý vị tồn tại trong cái cuộc sống về phương diện tinh thần. Thành ra nói cho tóm lại là tất cả chúng ta phải nhớ ơn những người xung quanh chúng ta, thì cái cuộc đời chúng ta mới sống vui vẻ và hạnh phúc được. Rất là cảm ơn bác sĩ đã dành cái thời gian đến đây, vì Thu Thảo biết rằng bác sĩ cũng rất là bận rộn. Và một lần nữa xin chúc mừng bác sĩ đã có được một cái huân chương rất là danh dự, mà là cũng là Thu Thảo cũng nói trước là một cái niềm hãnh diện đối với cộng đồng người Việt của chúng ta. Và năm mới Thu Thảo cũng như Vietface TV xin chúc cho quý vị, chúc cho bác sĩ một năm mới an khang thịnh vượng, đặc biệt sức khỏe dồi dào, lúc nào sức khỏe cũng là trên hết. Dạ, cảm ơn Thu Thảo và cảm ơn quý khán thính giả của Vietface TV. Nhân dịp năm con gà, chúc quý vị lúc nào cũng khỏe mạnh, thức sớm như con gà. Rất cảm là cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, thì trong nửa tiếng vừa qua thì Thu Thảo đã gửi đến cho quý vị cái tập đầu tay của chương trình Thu Thảo Show với bác sĩ Lưu Vĩnh Bình. Và thưa quý vị, bác sĩ Lưu Vĩnh Bình là một người trong những người mà trong cộng đồng người Việt chúng ta được nhận những cái huân chương này. Thì trước khi kết thúc, Thu Thảo xin nêu thêm một vài tên trong cái số danh sách rất là dài của những người Việt chúng ta trong cộng đồng đã nhận được những cái huân chương như thế này. Thí dụ như là chị Ngọc Hân, người mà cựu trưởng ban Việt ngữ của đài phát thanh SBS. Rồi tới là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, ông Nguyễn Văn Thanh, cả hai đều là cựu phó chủ tịch cộng đồng của người Việt tự do tại New South Wales. Và thưa quý vị, như Thu Thảo nói, còn nhiều nhiều nữa. Thành ra mong rằng là năm tới và những năm tới sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục nêu danh thêm những người Việt chúng ta thành công, thành tựu tại Sydney này cũng như tại nước Úc này. Thu Thảo xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới của Thu Thảo Show.